Vào ngày 13 tháng 11 tới tại Geneva, Thụy Sĩ, một viên kim cương hồng cỡ lớn có thể trở thành một trong những viên đá quý đắt tiền nhất từng được bán đấu giá. Ước tính nó sẽ thu về tới 50 triệu đô la Mỹ, tức là gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Viên kim cương màu hồng cực kỳ hiếm có tên là The Pink Legacy, nặng tới gần 19 carat trên toàn thế giới. Chỉ có hơn 10 viên kim cương có kích thước lớn như vậy đã từng được đấu giá trong 250 năm qua. Viên kim cương được phân loại 2A, cũng có nghĩa nó là một trong những loại kim cương tinh khiết nhất thế giới.